thư vú có những loại nào ạ, loại nào nguy hiểm nhất và có nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Xin phép mình trả lời là ung thư vú là rất nguy hiểm đến tính mạng ạ. Vâng. Và rất là buồn là ở Việt Nam chúng ta thì hơn 50% những người phụ nữ mắc ung thư vú sẽ dẫn đến tử vong, đây là một điều rất là đáng buồn. Ung ừ, thư vú có những loại nào? Thế thì về mặt gọi là mô bệnh học mà người ta phân loại ung thư vú thì có hai loại chính. Loại thứ nhất là ung thư Vũ biểu mô, ống tuyến tức là những cái ống và tiết sữa, những cái lòng cái tế bào lót ở trong lòng cái, cái ống tiết sữa đó nó sẽ phát triển thành ung thư. Và thứ hai là những cái tế bào ung thư biểu mô thùy, tức là những cái túi mà nó tiết ra sữa thì các cái tế bào ở trong lòng đó nó cũng sẽ phát triển thành ung thư vú. À, còn ung thư tổ chức liên kết thì nó rất là hiếm gặp, loại thứ ba, rất hiếm gặp. À, tuy nhiên thì các cái loại ung thư này uh, nó đều phát triển với một cái tốc độ gần gần tương tự như nhau và có tiên lượng nó cũng không khác nhau nhiều à, chính vì vậy thì về mặt bệnh học phân ra như vậy à, nhưng mà trong quá trình chẩn đoán và điều trị cũng như là phẫu thuật à, rồi dùng các cái phương pháp điều trị khác à, thì các bác sĩ cũng không phải là quá chặt chẽ về vấn đề phân loại này Đó. Và. và như vậy thì chúng ta cứ phải tầm soát và bất cứ cái loại một loại dấu hiệu ung thư nào chúng ta cũng cần và. phải có đúng những cái uh, chữa cho thật triệt để đúng không ạ vâng bạn Mai Lan có hỏi Xin cho em hỏi em 36 tuổi đã có thai một lần và đang dự kiến mang thai lần 2 Đợt vừa rồi em đi khám sức khỏe công ty thì họ bảo có u vú. Vậy trường hợp của em có đáng lo không ạ? U vú có trở thành ung thư vú không ạ? Liệu em có mang thai tiếp được không? Vâng, ở một cái câu hỏi này chúng tôi có lẽ là cũng trong quá trình trường đâm sàng cũng gặp rất nhiều những câu hỏi tương vâng. tự như thế này. À, chúng ta thấy là u vú thì rất nhiều người phụ nữ có u vú. Nó có rất nhiều dạng u khác nhau. Ví dụ những cái nang uh, sơ À, ví dụ như là những cái nang nước của tuyến vú, vân vân. À, tuy nhiên thì đây là những cái tổ chức lành tính. Cái u mà chúng ta lo ngại nhất chính là ung thư. À, và thường các cái khối u ung thư vú ấy, thì nó nhỏ chứ nó không lớn. Chính vì vậy thì khi mà chị phát hiện được bất kỳ một cái hình ảnh nào, bất kỳ một cái khối u nào qua chúng ta việc chúng ta siêu âm, chúng ta chụp X quang hay là thăm khám từ bác sĩ lâm sàng thì bao giờ chúng ta cũng nên thực hiện cái công tác đó là sàng lọc xem cái khối u này có liên quan đến ung thư vú hay không thế còn có cái khối u vú có thể có con hay là có thể cho con bú hay không đúng không ạ nếu khối này không phải ung thư thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể mang thai uh, sinh em bé và cho con bú một cách hoàn toàn bình thường và uh, trong cuộc sống thì rất nhiều phụ nữ có những cái khối u sơ tuyến vú những cái nang tuyến vú nó tồn tại trong suốt cuộc đời mà nó không có một cái sự kiện gì bất thường hay trở thành ung thư cả vâng như vậy thì để chắc chắn rõ ràng là chúng ta khi có dấu hiệu là phải đi sàng lọc lại luôn đúng không à, ạ và phải kiểm tra sâu hơn đúng không ạ vâng à, bạn trúc anh có hỏi em thấy trên mạng họ quảng cáo có các loại thuốc nhuộm tóc lành tính không chứa chất gây ung thư vậy sử dụng thuốc nhuộm tóc sẽ làm tăng nguy cơ gây ung thư vú ạ vâng một câu hỏi cũng rất là thú vị <laughs> đúng và rất quan trọng với chị và em và ạ. rất 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 thú vị <laughs> à. về chúng tôi bây tin rằng bây giờ thì cái tỷ lệ phụ nữ mà các chị em mà dùng thuốc nhuộm tóc chắc là rất là nhiều dạ, vâng. đúng không ạ dạ. à, thế thì trên thế giới người ta chưa ghi nhận bất kỳ một cái nghiên cứu nào liên quan giữa thuốc nhuộm tóc và ung thư vú ừ. à, thì đây cho những bằng chứng cho ngày hôm nay là như vậy ừ. à, chính vì thế thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm à, dùng các cái thuốc nhuộm tóc à, theo các cái công thức mà được các cái nhà sản xuất có uy tín công bố và bán ở trên thị trường mà không phải lo ngại liên quan đến ung thư vú